Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Chuyện Ma Tắt Đèn và kênh Chuyện Ma Làng Lam Phương. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện dài 2 tập của tác giả Hào Phan. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho kênh Chuyện Ma Tắt Đèn phát sóng vào lúc 19 giờ và kênh Chuyện Ma Làng Lam Phương phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút. Chúc quý vị luôn được vui khỏe và an lành. Bây giờ mời quý vị cùng nghe Quỷ Nhân Hận, tác giả Hào Phan, tập 1. Mày dám phản tao? Ánh sáng ngọn đèn dầu hắt vào lão thầy bùa với cái nét mặt gớm ghiếc, đang ôm cái đầu đầy máu, hai mắt trợn tròn, đang nằm sóng xoài giữa gian nhà ọp ẹp ở khu rừng sâu đầy sự kỳ bí. Một con quạ đậu trên nhành cây quát quát vài tiếng rồi bay đi mất. Trên ghế trước mặt với lão thầy là một cậu thanh niên vô cùng thanh tú, đang gác chéo chân nhìn lão với ánh mắt căm thù, tay cầm ly trà hít hít làn hơi nhẹ nhàng. Phản bội à? Tôi nghĩ kẻ nào thật sự trung thành mới gọi là phản bội, còn tôi thì chưa bao giờ. Nói xong, cậu uống hết ly trà. Lão thầy đau đớn nằm trên sàn nhà, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nước sống. Hắn gằn lên giọng ồm ồm. Mày đừng có quên, tao là người giúp đỡ cho mày, cưu mang mày để mày được ngày hôm nay, dạy mày tất cả những gì tao biết. Vậy mà mày dám ăn cháo đá bát. Cậu nghe hắn nói xong, nét mặt biến sắc, trở nên giận dữ, đập mạnh xuống sàn nhà cái ly bể toang. Hắn đứng bật dậy, làm cái ghế ngã ra sau. Cậu đi thẳng đến lão thầy, tay nắm cổ áo nâu sần sùi của lão, rồi hét thẳng vào mặt. Lão già, ông có biết để có được ngày hôm nay, tôi phải chịu đựng nhẫn nhục như thế nào không? Những thứ ghê tởm mà ông làm, chặt đầu để luyện thiên linh cái, bắt phụ nữ có thai để luyện cái thứ ngải mà ông cho là bất bại. Bao nhiêu năm nay, chứng kiến và phụ giúp ông giết bao nhiêu người, đôi tay này đã nhuộm máu từ lâu. Sẽ có một ngày ông lấy luôn cái xác của tôi, nên bây giờ tôi phải hành động trước để ông không kịp trở tay. Kế hoạch của ông đã bị tôi nhìn thấu từ lâu. Hôm nay là thời cơ thích hợp để lấy cái mạng của ông đó. Lão thầy nghe cậu thanh niên nói vậy cũng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cho dù mày có biết, mày cũng nên chấp nhận, vì tao đã cho mày lại sự sống. Mày nên trả ơn cho tao, cái giá là thân xác của mày đó. Lão nói xong rồi cười lớn, làm vang vọng cả một khu rừng im ắng. Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của lão thầy không chút lay động, làm cho lão cũng hơi giật mình rồi im bặt. Cho tôi sự sống à? Tôi có kêu ông cho tôi sự sống hay không? Sao cứ phải là tôi mà không phải là người khác? Sao không để cho tôi chết đi mà bắt tôi phải sống cuộc sống đầy khổ đải như thế này? Mất gia đình, mất đi người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Chính ông đã làm cái điều đó, nên bây giờ tôi phải giết ông. Còn thân xác của ông mãi mãi thuộc về tôi. Cậu gằn lên từng lời nói, trong khi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã, lòng đau như cắt. 5 năm trước, ở một ngôi làng có tên là Bất. Làng Bất nằm sâu trong một khu hoang vu hẻo lánh gần bìa rừng. Người dân ở đây đều lạnh nhạt, vô cảm, không giống như những cái làng khác, họ luôn yêu thương lẫn nhau. Ngôi làng có lão lý trưởng làm chủ, lão là con sâu mọt của dân. Ai trong làng mà không tôn trọng, nói xấu lão thì khó sống cho đến bình minh, bởi cái số cùng đinh là nó vậy. Ăn không dám ăn, mặt không dám mặt, mà thằng lý trưởng nó lại béo nút béo nù. Giống dĩ
cuộc sống luôn không có công bằng. Trời nắng chang chang hắt xuống ngôi làng. Con trâu nó đang nằm trong bóng mát của cây cổ thụ ở giữa ruộng lúa để nghỉ ngơi sau một buổi làm việc mệt mỏi. Nơi mà những người nông dân đang cắm mặt xuống cấy từng cây mạ non, đang bước đi trên con đê là lão lý trưởng. Với cái khuôn mặt tròn như trái dưa hấu, hai tay đang vuốt vuốt hai cọng râu dê, nhìn sang hai bên có hai thằng nô bọc đang cầm dù che nắng cho lão. Đang đi trên con đường, chợt đứa bé đi ngang qua mà không thèm chào lão. Lão tức lắm, kêu thằng nô giữ con bé lại, nhìn con bé rồi chĩa cây ba toan vào mặt của nó. Đúng là con của lũ dân đen, không biết tôn ti già giáo là cái gì. Bố mẹ mày không biết dạy mày là ra đường gặp lý trưởng phải chào hay sao? Nếu bố mẹ mày không dạy được mày, thì hôm nay để tao dạy cho mày. Đứa bé nét mặt sợ hãi, nhìn lão với hai mắt đỏ hoe từ khi nào. Mấy người dân xung quanh thấy vậy, cũng thở dài rồi nhắm mắt đi nơi khác. Lão đang cầm cái cây ba toan định đánh, thì từ đâu một cô gái chạy lại ôm đứa bé, tay chân lấm bùn đất, đầu búi cao, đang đổ mồ hôi đầy mặt. Con cắn rôm cắn cỏ lại cụ, cụ tha cho em con đi, nó còn nhỏ chưa có biết gì đâu là sự đời cụ à, tha cho nó. Lý trưởng ngạc nhiên, ở đâu trong ngôi làng mặt hạng này lại có một cô em xinh đẹp? Dũng có tính mê gái, lão quay qua thằng nô hỏi nhỏ. Ê, con nhỏ này là đứa nào vậy? Ông không biết hả? Nó tên là Linh, em của thằng Cường, hay dây dãn với con gái của ông đó. Nó có thêm một bà già nữa, vì suốt ngày nó ở nhà coi em với má nó, cho nên ông không biết đó thôi. À, tao biết rồi. Lão nói xong, nhìn Linh với ánh mắt gian xảo, làm Linh không dám nhìn lão nữa, mà nhìn đi chỗ khác bằng cái nét mặt sợ hãi. Lão quay phát ra đằng sau, nói cái giọng. Hôm nay tao có việc bận, nên tha cho lũ tụi mày đó. Có lần sau thì đừng có trách ông ạ. Linh nghe nói vậy, liền quỳ xuống cảm ơn rối rít. Đang đi cùng với lý trưởng, thằng Đô tò mò lắm, vì thường ngày nếu mà thằng nào mắc lỗi với ông dù nhỏ, ông cũng đánh gãy chân nó. Có một hôm thằng trong làng đói quá, làm liều leo vào tường nhà ông trộm thức ăn, bị lũ người làm phát hiện rồi bắt giao cho ông. Liền bị chặt hai tay ném cho con chó bự bằng cái con bê cột ở trước nhà ăn luôn. Nghĩ tới đây nó thắc mắc. Ông ơi, sao ông tha cho tụi nó dễ vậy? Bình thường á ông có đâu vậy đâu. Lý trưởng nghe xong, quay qua nhìn thằng nô rồi cười gian xảo. Muốn thành công bất cứ cái gì phải kìm nén một xíu. Thả con tép, bắt con tôm. Muốn có được cái gì phải có cái đầu. Bởi vậy tôi bây mãi mãi chỉ làm nô dịch được thôi. Thằng nô nghe xong, dù không hiểu cái gì cũng gật đầu cho có. Tay vẫn cầm dù che cho lão Lý vác cái bụng to như cái trống mà đi về. Sáng hôm sau, em ở nhà coi em với mẹ nha. Tao ra cày ruộng cho người ta, chiều tao về sớm mua gạo cho. Mà nếu mà còn thiếu gạo thì qua nhà bác Tám kế bên đó mượn đỡ nha. Cường năm nay 19 tuổi, đẹp trai, nhưng rất nghèo. Một mình anh lo cho cả gia đình, nên cuộc sống rất khó khăn. Nhưng anh vẫn cố gắng được, vì anh rất thương hai đứa em gái. Đứa lớn là Linh, 16 tuổi, đứa nhỏ là Lụa, 5 tuổi. Còn mẹ của anh thì bị bệnh, chỉ đi lại quanh nhà nên cần người chăm sóc. Gia tài chỉ có mỗi con trâu để kiếm cơm qua ngày. Linh đứng trong nhà trên, tay ẩm con Lụa. Nhớ mua gì cho em nghe anh hai. Ừa. Nói dội, anh dắt con trâu đi ra khỏi cổng, rồi từ từ mất hút. Thoáng cái đã là buổi trưa. Cường đang ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ cùng với con trâu sau cả buổi cày ruộng. Mồ hôi đổ khắp người, anh thở dốc. Rồi tay cầm cái ống nước bằng tre tuôn ực một cái. Thì từ đâu
cậu nghe tiếng ai kêu mình. Anh ơi! Nhìn ra bờ đê, anh nhíu mày, thì nhận ra đó là Thư. Nhìn thấy người yêu đã mấy tuần rồi, kể từ ngày anh bị ông Lý đánh cho một trận, lão nhốt con gái trong nhà không cho ra gặp anh lần nào nữa. Anh vui lắm, chạy lại ôm Thư, cảm giác hạnh phúc đang ùa về. Anh nắm tay của Thư kéo cô ấy ngồi xuống rồi hỏi. Sao em ra được đây? Trốn hả? Thư nhìn Cường lắc đầu. Không có, em đang ngủ ở trong phòng á, thì cha gọi em dậy, kêu em đi ra ngoài hóng gió cho nó khỏe người. Em nghe vậy thì vui lắm, liền chạy ra gặp anh nè. Cường nghe xong, cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ ở đây. Lý trưởng có bao giờ tốt vậy đâu. Đang ở trong cơn suy nghĩ, thì Thư khều tay. Chắc cha của em đồng ý cho mình quen nhau rồi đó. Nếu vậy thì em vui lắm. Anh gật đầu cười cười, nhưng nét mặt vẫn hơi lo lắng. Hai người, một nam một nữ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ tâm sự. Được khoảng một canh giờ, thì từ đâu một đám khoảng 10 tên gia nô nhà ông Lý chạy lại chỗ của anh và Thư đang mải mê tâm sự. Tụi nó hét lên. Bắt thằng Cường lại, nó dụ dỗ con gái của Lý trưởng kìa, đánh cho nó què cái chân luôn đi, còn bà nó chứ. Hai đứa thấy vậy, hốt hoảng, ngồi bật lên. Thư đẩy tay kêu anh chạy đi. Cường toan chạy, thì cốc một cái. Âm thanh khô khốc vang lên. Một thằng nô, không biết từ lúc nào mà đã ở sau lưng anh, đánh vào đầu anh bằng cây gậy trên tay. Máu trên đầu chảy ra những dòng máu nóng. Anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi. Anh Cường! Anh Cường! Rồi anh đổ gục không biết gì nữa. Khi anh tỉnh lại, thì không còn thấy ai. Anh chống tay ngồi dậy, ôm đầu đau đớn. Nhìn lên thì trời đã gần tối. Anh tháo dây con trâu, rồi lủi thủi dắt nó bước về trên con đường đầy sỏi cát. Mặt trời đã dần khuất bóng. Trên đầu anh máu đã khô từ khi nào? Anh bước đến cái cổng tre tồi tàn sắp ngã, nhìn vào ngôi nhà mái lá tối om, không ai thắp đèn dầu. Anh đẩy cổng tre bước vô, cột dội con trâu ở cây cọc đã cắm trước nhà. Anh nhìn vào nhà tối om, thấy là lạ, anh đứng ngoài gọi vào trong. Con Linh đâu rồi? Sao không thắp đèn dầu lên để nhà cửa tối om vậy? Má ơi! Lụa! Đầu hết rồi kìa! Gọi hoài không thấy ai trả lời. Trời cũng tối từ khi nào rồi. Anh bực dọc bước dội đến cửa nhà, rồi kéo sang một bên. Bước vào trong, bỗng ngửi thấy cái mùi gì nó tanh tanh. Anh nhanh tay bịt mũi. Con bà nó chứ, nhà cửa thì không có chịu mở đèn. Để con gì nó chết trong nhà mà tanh mùi máu dữ vậy kìa. Anh bước thêm mấy bước thì đá trúng cái gì đó. Vì trời tối không thấy rõ, anh mò mẫm rồi cầm nó lên. Thì ra là con dao bầu mà hình như nó dính cái gì đó nhớt nhớt. Anh vội bước đến bàn rồi châm lửa đèn dầu. Ánh sáng vừa bừng lên lập lòe trong ngôi nhà lá ọp ẹp. Vội nhìn xuống, anh hốt hoảng vội vàng quăng con dao ra xa, vì trên tay của anh cái thứ nhớt nhát đó là máu. Rất nhiều máu. Anh lùi lại chạm vào cái thứ đó mềm mềm, vội nhìn xuống. Dưới ánh sáng le lói của ánh đèn, mắt anh trợn tròn, tim ngưng lại một nhịp, tay chân bắt đầu run rẩy, vì dưới chân là xác mẹ của anh đã bị cắt cổ. Máu chảy đầy dưới đất, khuôn mặt trắng bệch. Chưa hoàn hồn, anh nhìn lên giường tre thì thấy Linh, người toàn là máu, lội cả ruột ra ngoài. Máu văng đầy cả nhà. Phía trên là lụa, bị treo lủng lẳng trên cây đà ngang bằng một sợi dây. Chân cũng bị trói chéo, lắc qua lắc lại, ót ét. Khuôn mặt trắng bệch với ánh mắt vô hồn của nó đang nhìn anh. Dường như trước lúc chết, nó phải bị oan ức lắm. Anh thấy hết rồi, thấy tất cả,
tim của anh như tan nát, vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Anh quỳ thụp xuống, trợn tròn mắt nhìn những thứ trước mắt của mình. Cặp mắt thất thần, vô hồn. Anh vừa tát vào mặt mình, vừa hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Mặt anh đã đỏ au từ khi nào, nước mắt tràn trụa, chảy tràn trên mặt. Bỗng nhiên, có ai đằng sau đánh anh bất tỉnh. Khoảng một canh giờ, anh nghe tiếng chân người chạy sồn sột ở bên tai. Tầm khoảng mấy chục người chạy thẳng vào nhà. Người thì cầm đuốc, người thì cầm gậy gộc, nhìn anh đang nằm ở dưới đất. Trước mặt là ba thi thể đầy máu. Một trong số người vừa mới bước vào, run run chỉ về phía Cường. Nó giết cả nhà của nó rồi, gom cổ nó lại. Nghe xong câu nói đó, khoảng mấy chục người lao vào nhà túm Cường lại, rồi lấy dây thừng trói chặt. Anh dùng dãy trong vô lực. Mấy người còn lôi Cường ra ngoài cho người dân cùng xem. Thì từ đâu lý trưởng bước ra lên giọng. Tụi mày thấy chưa? Ta nói có sai không? Chính mắt ông đã thấy nó giết cả nhà của nó đó. Bởi vậy ta mới báo cho dân làng tụi mày biết để kịp thời có mặt để chứng kiến cái cớ sự này. Cường đang quỳ dưới đất nghe ông ta nói như vậy, liền hiểu ra sự việc. Nét mặt anh bắt đầu biến sắc. Ánh mắt dằn lên những tia máu, ngước lên nhìn thẳng vào lão lý trưởng mà quát lên. Thì ra tất cả là do mày. Mày giết cả nhà tao. Tao phải... Chưa kịp nói dứt câu, thằng Nô đứng kế bên, dùng bàn tay rắn chắc của nó thụi thẳng vào mặt, làm miệng của Cường bật máu. Anh nhăn mặt đau đớn. À, cái thằng này được ha. Đã gây ra tội còn dám chửi cả ông à. Tụi mày đâu? Đem nó về, mai triệu tập bà con xử tội nó. Lão vừa cười vừa nhìn nó, mặc kệ nó đang la hét gào rú vang vọng khắp cả làng. Dân làng nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi, không tin là thằng Cường nó làm cái điều này. Vì thường ngày nó rất hiền lành giúp đỡ bà con, đặc biệt là rất thương má với em của nó. Nhưng vì sợ lão lý trưởng nên không ai dám cãi. Bỗng một người bước lên. Dạ bẩm ông lý trưởng, tuy là ông và chúng con đây đã thấy xác chết ở trước mắt và thằng Cường nó là nghi phạm, nhưng con và chúng dân ở đây phải thấy được cái bằng chứng cụ thể mới kết tội được. Mong ông minh xét cho. Lão lý nghe xong trong lòng hơi bực bội. Phải bình thường là ông cho nó mấy cái tát vào mõm rồi. Xong lão vuốt cọng râu dê, rồi nhìn một tên trong cái số thằng nô ra hiệu. Nó hiểu ý, liền lấy cây gậy đang gác ở trước cổng. Cái điều kỳ lạ là cây gậy lại dính nhiều máu, rồi nó đưa cho lão lý. Lão cầm rồi đưa cho thằng hồi nãy. Mày muốn bằng chứng hả? Đây nè, đây là cái cây gậy mà trong lúc nó giết con Linh, bị con Linh phản kháng rồi đánh vô đầu của nó. Tao tìm thấy trên tay của con Linh đó. Mày không tin thì có thể đo kích thước cây gậy và vết thương ở trên đầu nó xem có khớp hay không. Không phải tao, mày vu khống cho tao. Cường vẫn tiếp tục trên trĩ, dù đã là sức tàn lực kiệt. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu tiến đến chỗ của anh. Quả thật, trên đầu anh có vết thương sâu khớp với hình dáng trên cây gậy. Sự thật ngay trước mắt, người dân xung quanh đều tin, bắt đầu bàn tán. Thằng này nó ác thiệt vậy sao? Tôi nghĩ nó tranh chấp gì đó cho nên mới như vậy. Tôi không nghĩ là nó là người như vậy đâu, nhưng thật sự thì vẫn là sự thật thôi. Ở nhà nó ngoan lắm mà sao lại giết cả nhà được chứ? Lão lý trưởng nghe ồn ào, bắt đầu hơi bực dọc, nên hét lên ra lệnh. Tụi mày im lặng cho ông coi. Bây giờ tụi bay về nhà đi. Mai lên đình làng xem ông mày xử nó như thế nào. Ai có mặt á, ông mày thưởng mỗi đứa một đồng. Việc này đã có bằng chứng rõ ràng hết rồi, nên không cần mời quan xuống xử nữa đâu. Dân làng mình sẽ tự giải quyết, chỉ đợi nó khai ra thôi. Bây giờ xong việc rồi đó, tụi bay giải tán hết đi.
nhớ ngày mai ra sân đình nghe chưa? Lão Lý vừa nói dứt câu, mọi người đều hô lên. Ngày mai có tiền hả? Mai có tiền đi theo ông lý trưởng thôi. Mai phải xử chết đó cho hợp lý, đúng không bà con? Ai cũng hô lên tán thành, rồi từng người bước đi khuất trong màn đêm. Giây lát đã không còn ai. Lão đứng giữa trời đêm, ánh sáng của mấy cây đuốc làm khuôn mặt của lão trở nên gian ác hơn. Lão cho ra một nụ cười gian xảo nhìn về phía Cường. Mày muốn minh quan hả? Đâu có dễ. Tụi bay đâu? Giải nó về, mai xét xử. Lúc này, Cường đã ngã gục từ khi nào vì quá mệt và đau. Lũ nô không thương xót, còn kéo anh đi sền sệt trên đường đầy cát đá, mặc cho anh la hét vì đau đớn. Lão lý trưởng đi trước cười hề hề. Nói về hồi trưa hôm nay, lão Lý đang đi trên đường hướng về nhà Cường cùng hai thằng nô. Lão thì thầm: hôm nay có mồi bén rồi hen. Lão Lý vừa đi vừa cười lớn. Một lát sau đến trước cổng nhà thằng Cường, lão gọi như ra lệnh: có ai ở nhà không? Ra mở cửa cho tao coi. Linh từ trong nhà chạy ra, mở cái cửa tre đã mục từ lâu dường như muốn gãy. Ông tới nhà con có chuyện gì? Nhà con vừa mới đóng xu thuế xong mà. Bộ mặt gian xảo của lão nhìn giáo giác xung quanh, rồi quay qua nhìn vào Linh với thân hình nõn nà xinh đẹp. Dường như lão không kiềm chế được. Nhìn thằng nô ra lệnh cho nó đứng canh, rồi nói với Linh: mày không định mời ông vô nhà hay sao? Tao đang khát nước đi ngang qua đây vô xin ly nước. Linh cũng không đề phòng gì, liền gật đầu mời lão vô. Lão già lý trưởng vừa mới bước vào nhà thì nắm lấy tay của Linh. Với thân hình của lão, Linh không thể nào đẩy ra được. Lão xốc Linh quăng lên cái giường tre, làm cho cô hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Lão cởi phăng cái áo ra, khoe khoang cái thân hình béo nú của mình. Mày chiều tao hôm nay đi, rồi tao thưởng bạc cho, hé. Ngoan. Linh hốt hoảng la lớn: cụ Lý, định làm gì? Tha cho con đi cụ ơi. Lão cười gian xảo, rồi lật đật trèo lên cái giường tre cũ kỹ. Nó kêu lên ót ét, nắm lấy cô đè xuống, mặc cho cô có la lớn thét gào cỡ nào. Lão cởi phăng cái áo cũ kỹ của Linh ra, rồi làm những cái trò đồi bại, mặc cho nước mắt của cô đang rơi lã chả, nhưng không thể nào phản kháng được. Lão Lý đang trong cơn hưng phấn, mồ hôi nhễ nhại trên người béo núc, thì âm thanh từ đằng sau nhà vang lên: Ông Lý, ông làm gì con gái của tôi? Lão giật mình quay phát sang bên trái, thì thấy một bà già khuôn mặt nhăn nheo, dáng người ốm yếu đứng nhìn lão. Vội vàng lão kéo cái quần lên: tụi bay đâu? Sao để bà già này vô đây hả? Lộ mẹ nó hết rồi. Hai thằng bên ngoài nghe động liền chạy vô. Dạ tụi con lại ông. Ông chỉ dặn coi chừng ở phía trước chứ đâu có dặn coi cái cửa sau. Lão tức quá, nhìn bà già với ánh mắt sắc lạnh. Lão đưa tay lên cổ ra hiệu. Hai thằng nô thấy vậy hiểu ý, liền tức tốc sổ tới bà. Hốt hoảng bà chạy, nhưng làm sao có thể thoát được hai cái thằng nô to khỏe đó. Một thằng lôi trong người ra con dao sắc lẹm, rồi xẹt ngang cổ của bà lão. Dao đã sớm đầy máu, máu bắn thẳng vào mặt tên gian ác của thằng nô. Vậy là ngôi nhà lá bây giờ đã nhuộm toàn máu. Bà lão giãy giụa rồi liệm dần đi. Con bé Linh ngồi đó không một mảnh vải che thân, nó vừa khóc vừa hét: mẹ, mẹ ơi. Thằng nô lại hỏi lão Lý: con nhỏ kia cũng thấy hết rồi hay là? Lão Lý nhìn về một hướng,
rồi bước đến ngồi xuống cái chõng tre vuốt trâu. Dường như lão đang suy nghĩ điều gì đó. Dù gì tao cũng làm xong rồi, coi như nó là phần thưởng của tụi bay đó. Làm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Hai thằng nô nghe vậy liền vui lắm. Tụi nó cởi phăng quần áo, nhìn về phía Linh bằng ánh mắt đầy gian manh và dâm dục. Linh thấy vậy, vội nhảy xuống giường tre, chạy đến bàn, lấy con dao bầu, rồi hét trong sự đau đớn tột cùng. Tao có chết cũng không tha cho lũ súc vật tụi mày đâu. Nói dứt câu, cô quay mũi dao về hướng bụng, rồi đâm thục vào bụng trước sự kinh ngạc của hai thằng nô và lão Lý. Hình như lão không đoán trước được điều này. Hai mắt trợn tròn, cô nhếch môi trong khi máu đã chảy khắp miệng và bụng. Cô đâm liên tục vào bụng của mình đến lòi cả ruột. Đất dưới chân đã nhuốm đầy máu. Rồi cô gục ngã tắt thở với thân thể tràn đầy máu tươi. Một cái chết đầy đau thương cho một cô gái mới lớn. Ánh mắt đỏ ngầu ngầu, vẫn mở trừng trừng như không cam chịu số phận. Một trong hai thằng nô hốt hoảng đổ đầy mồ hôi trán. Nó chết rồi, bây giờ làm sao đây ông? Lý trưởng mặt nhăn lại. Còn bà nó chứ, chưa kịp làm cái gì đã chết rồi. Để ta suy nghĩ cách cái đã. À mà nè, hay là tụi mày mặc đồ vào cho nó đi, rồi quăng nó trở lại lên giường cho tao. Nghe xong, hai thằng nhanh chóng làm theo. Sau khi đã làm xong, tiếp theo làm gì đây ông? Nếu cả làng mà biết chúng ta giết người thì mệt lắm đó. Hay là... Lý trưởng nghe vậy, nhìn sang vội đớp lời. Hay là sao? Mày nói mẹ nó ra đi, ấp úng hoài à, phát mệt á. Nó đi lại nói nhỏ vào tai của gã lý trưởng điều gì đó. Nghe xong, lão cười nhếch môi với nét mặt hiểm ác. Hay, hay lắm. Nếu mà thành công, thì mày có công không có nhỏ ở đâu nữa. Nụ cười đắc ý của hai thằng nô chưa kịp dứt, thì từ đâu giọng nói của một đứa trẻ cất lên. Chị Linh! Bên ngoài, con lụa nó chạy vào, trên tay là đấu gạo đã rơi xuống đất. Nó chạy thẳng đến cái giường tre, khều khều tay chị của nó, mắt đỏ que. Nó vừa dụi mắt vừa nức nghẹn. Chị ơi, chị bị sao vậy nè? Sao máu nhiều quá? Sao chị không trả lời em? Chị có sao không? Chị ơi! Tên lý trưởng cùng hai thằng nô đứng một bên góc nhà đã chứng kiến tất cả. Lý trưởng thở dài. Tao đã định dừng tay rồi, mà ông trời không cho phép. Phải ép tao đến bước đường này rồi, đành vậy thôi. Lão ra hiệu cho hai thằng nô. Hai thằng hiểu ý liền gật đầu. Con bé lụa lúc này đang khóc gần hết nước mắt, liên tục đẩy đẩy chị nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ một trong hai thằng chạy lại đè con bé xuống, lấy bàn tay to lớn của nó bóp cổ con bé, mặc cho nó giãy giụa, chân tay giãy đạp mong thoát khỏi gọng kìm của thằng nô. Khuôn mặt của con bé lụa đã chuyển sang trắng bệch, dần dần không còn sức giãy giụa nữa, rồi im bặt. Nó đã chết. Nó chết trong cái sự uất hận tột độ. Sau đó, hắn treo xác cô bé lên rồi tạo hiện trường giả. Khi nào Cường về thì có thằng nô nó phục kích trong góc tối, chờ anh không để ý, nó đánh anh ngất rồi báo cho dân làng đến nhằm vu oan cho anh. Trở về với hiện tại. Lúc này lý trưởng đã về đến nhà, ra lệnh cho mấy thằng nô trói Cường vào gốc cây gần cổng. Anh đã tàn tạ thấy rõ, nhưng lão vẫn không một chút thương xót. Lão bước từng bước vào cái ngôi nhà to lớn, rồi ngồi xuống cái ghế, cầm ly trà uống một ngụm, cười khê kha. Đúng là cái kế này nó hay, không một chút sơ hở. Đợi tao xử xong mày á, thì tao sẽ vô tội,
sẽ không ai biết cái sự thật mà tao đã vùi lấp. Cường à, tại do mày xui mới gặp tao thôi. Đang trong cơn suy nghĩ miên man thì một giọng nói phụ nữ ở đằng sau vang lên. Cha ơi, có phải là cha bác đánh anh Cường không? Lão Lý quay qua thì thấy con gái trong trang phục lụa xanh, gương mặt xinh đẹp, đang nhìn mình với cặp mắt đỏ que. Ta cũng đâu còn cách nào, nhưng có bằng chứng đầy đủ trước mắt chứng minh nó đã chính tay sát hại cả nhà. Ác gì nó phải trừng trị thật nghiêm. Nước mắt của Thư đang rơi lã chả, quỳ xuống, cô nắm lấy tay của Lý trưởng. Cha, con không tin anh ấy làm cái điều đó. Chắc chắn có điều lầm lẫn thôi. Cha à, cha điều tra lại đi. Lý trưởng nghe xong thì bực bội lắm, đẩy con gái ra, rồi đập bàn một cái rầm đứng bật dậy. Tại sao vậy? Hả? Con à, tao đã kiếm cho mày mấy thằng con trai của bá hội giàu có nhất cái vùng này rồi, mà mày vẫn không chịu. Mà nhất quyết phải thằng đó. Tại sao vậy? Bây giờ nó gây ra cái tội tày đình như vậy mà mày vẫn còn cứ ngu muội hoài à? Không có cần nói nữa, mày tao dắt nó ra ngoài đình xử tội. Vậy là xong. Nói rồi lão quay phắt lại, bước đi vô nhà, đóng cửa rầm một cái. Thư đứng nhìn theo, chỉ kịp gọi một tiếng cha trong vô vọng. Lúc này bên ngoài trời tối om, không gian tĩnh lặng như tờ. Dưới gốc cây trong cổng nhà, anh Cường đang đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, tiếc thương cho cả nhà đang hạnh phúc thì bỗng đâu tai họa lại ập đến, hại không còn một ai. Anh cũng không còn muốn sống nữa, mặc kệ cho lão Lý trưởng khua môi múa mép. Cho dù có nghĩ đến báo thù thì với bản thân làm sao mà đủ sức chứ. Đang trong cơn mê man thì anh nghe tiếng chân xoạt xoạt đang tiến về phía mình. Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên. Anh Cường ơi, sao anh ra nông nỗi này? Cha em đã làm gì anh? Cường đang gục đầu trong đau đớn, gượng ngẩng mặt lên. Thư, là em hả? Em tới đây làm cái gì? Thư ngồi bệt xuống, mặc cho bộ đồ lụa đắt tiền bị giấy bẩn. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt bị nhiều vết thương của anh, mặc cho máu dính vô tay. Mắt cô rưng rưng đau lòng lắm, vì Cường là người mà cô yêu suốt mấy năm qua. Trải qua rất nhiều chuyện, nhưng họ vẫn quyết ở bên nhau đến ngày hôm nay, vẫn không thay đổi. Cô nhỏ nhẹ. Anh có đói không? Có lạnh lắm không? Bây giờ sương nhiều lắm. Em có mang ít bánh cho anh nè, để em lấy cho anh ăn nha. Nói xong, cô vội lấy tay mở nắp giỏ mà cô đã đem theo lúc nãy, định lấy bánh bao, thì Cường lên tiếng. Em tin anh không phải là kẻ giết người chứ? Thư nghe xong thì ngưng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn Cường đang cúi đầu bằng ánh mắt rưng rưng. Anh ngốc quá à, đã bao năm như vậy rồi em sao không hiểu anh? Em sẽ kêu cha điều tra, trả lại sự trong sạch cho anh mà, anh yên tâm đi. Cường nghe xong ngước mặt lên trời rồi cười lớn. Trong sạch à? Làm gì có sự trong sạch ở đây chứ? Sự thật này đã được giấy bẩn từ lâu rồi. Thư không hiểu gì, quay qua nhìn anh thắc mắc. Anh nói vậy là sao? Cường nhìn thẳng vào Thư, nước mắt anh đã chảy tràn rụa trên khuôn mặt. Em không biết sao? Người giết cả nhà của anh rồi vu oan cho anh, đó chính là cha của em đó. Là cha em đó. Thư nghe xong như sét đánh ngang tai, ngã quỵ xuống đất. Cô không tin vào tai của mình, lấy hai tay mà nắm chặt lấy vai của Cường rồi lắc mạnh. Không phải đâu. À, anh lầm lẫn rồi, chắc chắn không phải cha của em. Có lẽ là... Chưa kịp nói dứt câu, Cường vội cướp lời. Em nhớ lại đi. Hồi chiều, tại sao cha của em lại thả em ra cho gặp anh chứ?
rồi đánh anh bị ngất xỉu luôn. Tất cả là kế hoạch của cha của em, dù anh nhận tội thay cho lão đó. Nét mặt của Thư chuyển sang đỏ, từng giọt nước mắt đang rơi trên má, đang nhìn thẳng vào mắt của Cường. Trong lòng của cô suy nghĩ điên loạn, không biết tin như thế nào. Bỗng cô bỏ tay ra khỏi vai Cường, rồi đứng dậy. Ánh mắt vô hồn lúc này vẫn nhìn thẳng về Cường, cô nói. Anh đừng có vu oan cho cha em, uổng công em tin anh như vậy. Từ nay, em không còn quan tâm anh nữa, coi như mình chưa có quen biết. Nói xong, cô quay ngoắt đi. Tuy nói vậy, nhưng lòng của cô đau như cắt, tim như muốn dở dụng. Gương mặt giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, ướt cả cái áo lụa đắt tiền. Cô đang định bước vào cổng bỏ mặc anh, thì Cường đã gào lên trong uất nghẹn. Thư nghe anh gào thét, dường như khựng lại một nhịp. Cường bắt đầu nói những lời thật lòng. Nên dừng lại thôi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ tìm em, cùng với em đi đến chân trời góc bể. Thư bất ngờ quay phát lại, chạy đến chỗ của Cường, rồi ôm lấy anh khóc nức nở như một đứa con nít. Nét mặt của cô giờ đây đã ràn rụa nước mắt. Em thật sự rất yêu anh. Nhưng mà em không thể làm gì khác được. Em muốn tin tưởng anh, nhưng không lẽ vì vậy mà phải phản bội lại chữ hiếu sao? Em thật sự không có làm được. Cường cũng hiểu điều này. Ai lại vì một chữ tình mà phản bội lại chữ hiếu bao giờ đâu. Đặc biệt là Thư rất hiểu lý lẽ tôn trọng mọi người. Vậy mà lại có một người cha không có tính cách con người. Thật là tạo quá trớ trêu. Anh nhìn về xa xăm một lúc, rồi cố nén nỗi đau lòng. Được rồi, anh sẽ không nhắc tới cái chuyện đó nữa. Anh có món quà này nè, muốn tặng cho em. Không biết liệu em có thích không? Thư nhìn vào Cường rồi gật gật đầu. Anh nói tiếp. Em lấy trong áo của anh này nè. Bây giờ tay chân của anh bị trói không có thể lấy được. Nghe nói vậy, cô cho tay vào trong túi áo của anh. Một lúc sau, cô lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình giọt nước màu lục. Cô mân mê một lúc rồi hỏi anh. Cái này là cái gì? Sao đẹp vậy anh? Cường nhìn cô đang mải mê chú ý đến sợi dây chuyền. Anh cười nhẹ. Cái này là ông của anh hồi trước đi núi vô tình lượm được viên đá lục rồi về đúc thành mặt sợi dây chuyền. Truyền từ đời này sang đời khác. Em giữ lấy nó đi. Xem như nó là minh chứng cho tình yêu của tụi mình. Cô nghe Cường nói vậy cũng vui, cũng xúc động không nguôi. Liền bỏ sợi dây chuyền vào trong người, vội lau đi những giọt nước mắt ngang mày. Em hứa với anh là em sẽ giữ kỹ, không bao giờ làm mất nó đâu. Cường cũng cảm thấy hạnh phúc, như an ủi phần nào những mất mát mà anh phải chịu. Anh nhỏ nhẹ nói với Thư. Bây giờ cũng khuya rồi. Em vào nhà đi, không là cha của em lại nghi ngờ. Ngày mai anh sẽ không có sao đâu. Cha em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh mà. Anh đang cố nén căm phẫn để nói những lời giả tạo này. Thư nhìn anh rồi cười nhẹ, tiến lại hôn lên đôi môi trước sự bất ngờ của anh. Cô ngước lên nhìn anh. Anh hứa là sẽ không chết nghe. Cường nhìn cô rồi đáp. Anh hứa, khi nào anh được rửa oan sẽ đến gặp em. Cô nghe giọng Cười nói vậy cũng có một chút an tâm, vội giãy tay chào, rồi đi mất hút trong bóng đêm vô tận. Trên khuôn mặt của Cường, nước mắt đang tuôn rơi lã chả. Anh thừa biết rằng sẽ không vượt qua được nạn kiếp này đâu.
Số phận con người được định đoạt từ khi họ chưa được sinh ra rồi. Im lặng chấp nhận cái chết là lựa chọn tốt nhất. Sáng hôm sau, tại đình làng, Cường bị mấy thằng gia nô dạy đến giữa sân. Lý trưởng lấy cái ghế tre ngồi gần đó vuốt cọng râu dê. Trên tay là ly trà. Dân chúng tụ tập đông đủ, gây huyên náo cả một khu. Ồn ào tấp nập, mấy đứa con nít la hét chạy xung quanh, rồi ý ới gọi nhau. Lý trưởng bực mình quát lớn. Tụi bay nghe tao nói nè, xếp hàng ngay ngắn lại coi. Tao thưởng cho mỗi đứa một đồng, tụi bay mà tiếp tục ồn ào nữa thì một xu cũng không có đâu. Dân làng nghe lão Lý nói vậy thì liền xếp hàng ngay ngắn. Riêng tụi mấy đứa con nít vẫn cứ ồn ào chạy loạn xạ. Lý trưởng nhìn thấy liền chỉ vào tụi nó. Ê, mấy cái đứa kìa, không xếp hàng vào ngay ngắn, ông mày đập chết nghe chưa? Nghe vậy, ba mẹ tụi nó hoảng hốt chạy lại kéo tay rồi xếp hàng vô, gật gật đầu xin lỗi lão Lý. Lúc này đã ổn định, lão Lý ra lệnh cho mấy thằng nô đi phát tiền cho dân chúng. Một lúc sau tiền đã phát xong, đám dân cầm tiền xong cũng vui lắm. Lão Lý nghĩ thầm, đúng là lũ dân nghèo nàn ngu dốt mà, có tiền vào là tụi nó nghe hết. Nghĩ xong, lão đứng lên đi đến giữa đám dân mà dõng dạc nói. Hôm nay, ông tụ tập tụi mày đến đây để xét xử thằng nghịch tử này. Nó đã giết ba mạng người, lại là gia đình của nó. Ác như vậy, phải trừng trị. Nếu để nó sống e là sẽ giết cả cái làng mình đó. Bởi cái kiếp bần hèn không học thức, nên đâu có ai suy nghĩ sâu xa. Lại được lão cho tiền, nên lão nói gì thì họ nghe nấy. Miễn có lợi về mình là được rồi. Thằng Cường là ai chứ? Có chết cũng không liên quan đến họ. Nghe lão Lý nói vậy, đám dân nhìn nhau rồi bàn tán xì xầm. Lão già đứng gần đó cũng lên tiếng. Sống trên 60 năm rồi, tao chưa gặp trường hợp nào như vậy cả. Bà Tám Hợi đứng gần đó với cái thân hình nú na nú nít cũng chống nạnh lên tiếng. Biết là vậy rồi, nhưng giờ mà nó chết ai trả tiền cho tao, nó còn thiếu tao 3 đồng đó. Chồng bà Hợi bực dọc trả lời. Còn bà nữa chứ, mày muốn gì 3 đồng mà để nó sống hả? Rồi sau này giết cả làng thì sao? Cứ xử chết nó là xong. Vợ với con thiệt là ngu như thật, cái gì đi. Tiếng rì rầm ngày càng lớn, xong mọi người im bặt nhìn nhau gật đầu. Cường lúc này đang gục đầu quất nghẹn khi nghe dân làng đòi giết mình. Anh cũng không còn sức để mà minh oan nữa. Đành mặc cho số phận đưa đẩy. Nước mắt của anh rơi lã tả. Lão Lý nghe dân làng hò hét muốn giết Cường. Lão vui lắm, liền cười lớn lên giọng. Tụi mày đúng là sáng suốt. Không ổn công tao tin tưởng tụi mày. Nếu mà nó sống thì cái làng này sẽ bị quỷ trong tay của nó thôi. Lúc này, Thư đang bị nhốt trong phòng, lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, hai tay xoa vào nhau đi đi lại lại. Cô đi tới cửa gọi lớn ra ngoài. Mấy đứa cho mợ hai ra ngoài được không? Hai thằng nô canh bên ngoài lên tiếng. Không được đâu cô ơi, ông Lý kêu canh cô ở đây. Nếu mà xảy ra sơ sót gì, ông đánh tụi con chết đó. Thư nghe xong cũng vô lực mà quay vào ngồi xuống giường, lấy sợi dây chuyền mà Cường đã tặng hôm qua đeo vào cổ. Khẽ nhìn vào rồi lấy tay sờ sờ vào mặt dây chuyền. Mong là anh bình an để mà còn gặp lại em nữa. Lúc bấy giờ ở ngoài đình, đang là tiếng la hét chửi rủa Cường đến thậm tệ. Lão Lý liền nói với mọi người. Không cần phải la hét nữa đâu. Bây giờ muốn hành quyết nó như thế nào thì tùy vào chúng dân tụi mày thôi. Ra phương án đi, tao sẽ thực thi. Mọi người không ngần ngại mà đáp. Cứ cắt cổ nó đi. Lão Lý trưởng nhìn mọi người gật đầu. Quả là đúng ý với lão.
Lập tức lão trả lời: Được, tao sẽ cho chúng mày tội nguyện, nhưng đợi tao cái đã, tao có vài lời nói với nó để cho nó yên tâm mà ra đi. Lão bước từng bước đến chỗ của Cường đang quỳ thụp, chân tay bị trói gô lại, thân thể tàn tạ như người đã chết. Lão khom người nói nhỏ vào tai của anh: Mày muốn rửa quan sao? Giờ nhìn lại xem, ai sẽ rửa quan cho mày đây? Yên tâm mà ra đi với mẹ và hai em gái của mày nghe. Rồi tao sẽ vô tội. Cảm ơn vì mày đã nhận tội cho tao, nên sẽ cho mày toàn thay đó. Anh ngước lên nhìn lão rồi cười. Chưa có xong đâu, ta sẽ còn quay trở về tìm mày đó. Mọi tim của mày để xem nó màu gì. Còn lũ dân làng khốn kiếp kia nữa, sống bao nhiêu năm cùng với bọn chúng mà một lời đã muốn giết tao. Lũ sâu bọ, tao thề sẽ không bao giờ quên. Vậy mày cứ ôm cái thù hận đó mà xuống âm ti một mình đi. Lão nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi đứng thẳng dậy, lấy tay ra hiệu cho thằng nô. Nó hiểu ý, rồi lấy trong người ra một con dao thọc tiết heo nhọn quắc. Nó bắt đầu tiến đến chỗ của Cường, rồi ra sau lưng. Con dao từ lúc nào đã nằm trên cổ của anh. Cảm nhận được một hơi lạnh từ con dao, anh không một chút run sợ. Lúc này, thằng nô chỉ đợi một cái gật đầu của lão Lý là sẽ thi hành ngay. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đã là phúc, sẽ được hưởng. Còn là quả thì khó tránh. Lão Lý quay qua nhìn thằng nô, gật đầu. Một tiếng xẹt vang lên. Con dao đã cắt sâu tới cuốn họng của Cường. Máu văng tung tóe, những giọt máu bắn thẳng lên mặt của thằng nô. Sân đình giờ đây đã nhuốm màu máu. Mắt của Cường đã trở nên vô hồn, rồi giãy giụa mấy cái cuối cùng bất động. Anh đã chết, chết trong sự đau đớn tột cùng. Mắt vẫn trừng trừng nhìn lão Lý không rời. Mọi người đứng xung quanh thấy cái cảnh này đều hết sức hả hê. Mấy người còn lại thì chỉ trỏ bàn tán, chửi rủa người đã chết. Lão Lý trưởng lúc này đắc thắng lắm, trong lòng như mở hội, nhìn mọi người rồi giả vờ cao thượng. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay để xem ông đây xử tội cái thằng này. Nó thật là đáng chết. Coi như vụ án này kết thúc, từ nay không ai được nhắc đến cái chuyện này nữa. Tụi bay đâu, mau đem xác nó bỏ vô bao rồi quăng xuống sông đi. Lão chỉ tay ra hiệu cho mấy thằng nô làm theo, thì một thanh niên trong đám dân bước lên thưa. Thưa ông, nó gây ra tội đại đình như vậy, tụi con không thể để nó chết dễ như vậy được đâu. Đề nghị nên chặt xác nó thành nhiều khúc rồi quăng lên rừng cho chó sói nó ăn, mới trả được hết tội của nó. Mọi người cũng gật đầu hò reo tán thành. Dân chúng bây giờ chỉ có mù quáng, chỉ biết báo thù mà không biết rằng mình đã trở thành ác quỷ từ lúc nào. Lý trưởng nghe vậy, không biết là làm gì hơn, đành nhìn xác của Cường, rồi thở dài giả vờ thương xót. À, tao cũng định cho mày toàn thay rồi, mà dân chúng nó cứ bắt tao phải chặt xác của mày. Tao không biết làm gì hơn thôi, đành xin lỗi mày dây ngang. Mấy thằng nô, mỗi thằng cầm trên tay một con dao sắc lẻm, chuẩn bị chặt xác thanh niên tội nghiệp thành nhiều mảnh. Thì từ đâu, một giọng nói ồm ồm vang lên. Khoan đã! Một người tầm trung niên, mặc áo khoác đã ngả màu trùm kín đầu, che nửa khuôn mặt, chân mang dép, đang đeo trên vai cái tay nải, bước ra từ đám đông. Nhìn người này lạ lắm, dường như không phải là người ở trong làng. Anh ta đến từ đâu? Đến đây để làm gì? Bao thắc mắc trong đầu, lão Lý quay qua nhìn người kia rồi ngạc nhiên. Ông là ai? Sao lại ngăn cản chúng tôi? Người trung niên nọ nhìn lão Lý một lúc rồi trả lời. Ta tên là Đạo, là thầy bùa chuyên đi diệt quỷ. Nay ta thấy trong làng có biến nên vô xem. Hóa ra là từ cậu thanh niên này. Hắn chết rồi, nhưng oán khí vẫn nặng lắm.
không nên chặt xác, sẽ gây nên oán hận cao hơn. Tệ hơn nữa là linh hồn sẽ thành quỷ để giết hết cả cái làng này chứ không có sai đâu. Mọi người nghe xong, ai nấy đều run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Lão lý trưởng cũng không kém phần, vì thường ngày lão đã có lá bùa hộ thân do gia tiên để lại nên mặc sức làm những cái chuyện tàn bạo. Nhưng bùa của lão chỉ để chống ma bình thường. Nghe nói thằng Cường sắp thành quỷ, liền bủng rủng tay chân. Thầy có cách nào trừ khử nó không? Không lẽ cứ để nó thành quỷ hại người hay sao? Nếu xử được, chúng tôi sẽ hậu tạ thầy xứng đáng. Mọi người nghe như vậy cũng gật đầu theo lão lý trưởng. Lão thầy bùa tên Đạo cười lớn. Của cải à? Nó chỉ là vật ngoại thân, ta không cần mấy cái thứ đó. Cứ để ta mang sáng nó đi là xong, không cần phải lo. Ai cũng vui mừng khi nghe lão thầy nói vậy. Ông ta bước đến xác của Cường, một tay xốc cái xác anh lên. Mọi người ngẩn ngơ ngạc nhiên. Vì một người bình thường mà vác cái xác của cậu thanh niên kia lên bằng một tay, quả thật không bình thường. Ông ta bước đi dần dần khuất xa trước ánh mắt không rời của cả làng và lão lý trưởng. Vừa đi vừa cười khúc khích rồi nhìn cái xác của Cường. Sinh ngày âm, tháng âm, năm âm lại thuộc mệnh mộc trong ngũ hành, rất phù hợp để ta dùng cái thân của mày nuôi quỷ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm khó khăn, ta đã tìm được mày rồi. Cố một chút nữa thôi, mày sẽ trở thành thân xác cho con quỷ bất diệt mà tao đã dùng hơn 500 linh hồn để luyện hóa nó thành. Hãy cảm thấy tự hào đi. Ta sắp thành công rồi. Vừa đi, lão thầy vừa cười như điên. Trong lúc này, có một thằng nô kề cạnh lý trưởng nở một nụ cười. Ánh mắt nhìn thầy Pháp kia như đã quen biết từ lâu. Một lúc sau, bước vào khu rừng rậm rạp, tăm tối mù sương, có một ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn. Lão vác xác Cường bước lên cầu thang, mở cửa bước vô. Bên trong là một không gian u ám, có ánh đèn cầy hắt lên một ít ánh sáng, làm cho nó càng thêm phần ma quái. Lão để xác Cường ở giữa nhà, bắt đầu lấy đèn cầy cắm thành vòng tròn. Những cây đèn cầy này màu vàng đậm, đương nhiên không phải đèn cầy bình thường. Nó được làm bằng mỡ người. Đặc biệt không phải người bình thường, mà là mỡ của mấy tên đạo sĩ giang hồ bị hắn giết. Bởi vì mấy đạo sĩ đó vốn khác người, bọn họ được học phép thuật nên mỡ của họ dùng làm đèn cầy có thể giúp cho con quỷ tăng thêm quỷ khí. Xong, lão đặt anh nằm ở giữa. Bên ngoài cái vòng đèn cầy là bốn cây tre dài khoảng 1 mét, có dán bùa những ký tự ngoằn ngoèo ở trên đầu. Tre này là của nước Nam, hình dáng to ngót phải hơn 100 năm. Trấn vòng quanh, giam nó lại, tránh để con quỷ không nhập xác mà chạy mất, được cấm thành hình vuông. Lão thầy bắt đầu lộ rõ khuôn mặt gớm ghiếc của mình, đầy những vết sẹo chằng chịt do luyện ngải mà thành. Bắt đầu lão ta lấy lư hương cắm 3 cây nhang, rồi lão ngồi cạnh Cường, móc trong túi áo ra một cái lọ nhỏ có hình tròn màu đỏ, bắt đầu hùng hồn. Tới lúc rồi, ta sẽ cho người thân xác, nhưng giúp ta hoàn thành sứ mạng, thì máu của chúng ta sẽ tặng người hết. Sau đó, người sẽ được tự do, nên hãy phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân đi. Lão nói xong, dùng tay run run, trán đổ đầy mồ hôi, bật cái nắp lọ văng ra. Một làn khói đỏ bay lên, bỗng nhiên nó tiến đến xà xuống, rồi hòa nhập vào cái xác của Cường. Lão thấy vậy, nhanh chóng đưa tay lên miệng niệm chú. Không gian xung quanh bốc lên tử khí nồng nặc, âm khí như hòa lẫn vào không gian xung quanh. Mồ hôi đổ bên hai thái dương, lão thì thầm. Đúng là sức mạnh của nó không thể đo đếm hết. Nếu không cẩn thận nó sẽ nuốt luôn cả ta chứ không có chơi đâu.
không uổng công hơn 100 năm qua ta đã dày công luyện ra nó. Nếu nó chịu phục vụ cho ta, thì chiếm lấy cái nước nam nhỏ bé này đó là cái gì chứ? Đợi nó hòa vào làm một với thân xác này, ắt hẳn phải hơn 3 ngày. Đành chịu thôi. Tiếp tục đi. Lão nói xong, vẫn ngồi đó, đưa tay lên niệm chú với những ngôn ngữ kỳ lạ. Cái xác vẫn không ngừng hấp thu sức mạnh kia, đang dần dần biến đổi. Đã hơn 3 ngày, kể từ ngày biết tin Cường bị xử chết, Thư đau lòng như bị ai cắt vào tim. Cứ khóc hoài không thôi, đúng là không có gì đau khổ bằng. Cô ngã bệnh nằm liệt ở trên giường, không chịu ăn uống gì, cơ thể dường như đã tiều tụy lắm. Ánh mắt cứ vô hồn nhìn về hướng cửa sổ như chờ đợi một cái điều gì đó. Cô vẫn tin rằng anh sẽ trở lại gặp mình, dù đó có là hồn ma, chỉ cần nhìn anh lần cuối cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng có lẽ cô biết điều này là không thể. Ngay lúc này, trong khu rừng âm u đầy những tiếng hú ghê rợn, lão thầy bùa đang đổ mồ hôi, gương mặt tái xanh, nổi lên những cọng gân chi chít. Lửa đèn cầy đã chuyển sang màu đỏ. Bỗng nhiên, lão hộc ra một ngụm máu tươi, rồi bỏ tay xuống không niệm chú nữa. Thành, thành công rồi! Ta đã thành công! Lão đứng dậy, nhìn Cường đã thay đổi. Giờ đây, nhìn thân xác anh thay đổi hoàn toàn. Tóc dài ra ngang lưng, chuyển sang màu đỏ. Móng tay dài khoảng 2cm, sắc nhọn, màu đen. Hàm răng có hai cái răng nanh dài nhọn quắc, da dẻ chuyển sang màu nâu. Nhìn anh không khác gì một con quỷ. Lão thầy đang định tự hào về thành quả của mình, thì Cường bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt đỏ au dằn lên những tia máu. Nó tỏ ra quỷ khí ngút trời, đẩy lão thầy đạo văng ra mấy mét. Lão té sóng sòi ra đất. Lão vội vàng ngồi bật dậy, hét như ra lệnh. Mày là thuộc hạ của tao, hãy quỳ xuống bái lại chủ. Lão chưa kịp nói dứt câu thì anh Cường đã bật dậy. Ánh mắt của anh như muốn đưa người vào sâu trong địa ngục. Nó rất ghê rợn. Bỗng anh hét lên, làm cho cả khu rừng rung chuyển, chim muông bay loạn xạ. Tao sẽ giết hết tụi mày! Một tiếng trầm vang dội. Anh đã đục thủng cái nóc nhà của lão mà bay lên ngọn cây gần đó, phóng qua từng cành cây rồi biến mất dạng. Lão không kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, rồi cũng phóng lên nhành cây đuổi theo Cường. Sau một lúc rượt đuổi, thì thấy anh đang bay nhảy thẳng về phía trước. Lão bỗng suy nghĩ ra cái gì đó, rồi sững lại một nhịp. Hướng đó nó đi là làng Bất. Đêm nay trăng thanh gió mát, thoáng có mùi tử khí bay nhẹ. Một pháp sư tầm 60, tóc bạc, trên tay là một cái la bàn, trên vai đeo một cây kiếm gỗ đào. Đi cùng với ông là một cậu bé trạc 12 tuổi, đang đeo tay nải. Trên eo là một hồ lô nước. Pháp sư vừa đi vừa thở dài. Đêm nay là khó cho thầy trò ta rồi. Thằng bé đang đi đằng sau bỗng chạy lên trước mặt, ngước nhìn thầy rồi nói. Đâu có đâu phụ. Phía trước chúng ta là một ngôi làng kia kìa. Vào xin tá túc một đêm đi, không cần phải ngủ bờ ngủ bụi nữa đâu. Ánh mắt ngây thơ của cậu bé làm ông phải phì cười. Con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được thế sự đâu. Theo quẻ mà ta vừa mới bấm, thì đêm nay sẽ có trận ác chiến với người quen đó. May mắn thì thầy trò ta còn sống,
Còn nếu như không may á thì... Sao phụ lại biết chắc chắn như vậy chứ? Đứa bé nhanh nhẩu cướp lời. Con nhìn lên trời xem. Mặt trăng hôm nay to tròn, lại có màu đỏ, không có một ngôi sao nào cả. Ánh sáng của nó là chiếu rõ nhất ở chỗ này, chứng tỏ ngôi làng trước mặt chúng ta khí số đã tận, không còn đường để mà thoát đâu. Thằng bé đứng gãi đầu, nhìn như một ông cụ non. Nó nhìn về phía làng rồi cười. Vậy thì chúng ta cứu họ đi phụ ơi. Ông đưa đôi mắt già nua của mình nhìn đứa bé lanh lợi mà ông đã lụm được 12 năm về trước. Số là đêm hôm đó, thầy đang ngủ trong ngôi nhà lá, thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, liền chạy ra xem. Thì thấy một đứa bé đang nằm dưới thềm nhà, bên ngoài được quấn một cái khăn rách, nó đang khóc trống lên. Bỗng nhiên thấy ông, thì nó cười rồi đưa tay đòi ẵm. Ông cảm thấy hình như có duyên với đứa trẻ này, nên ẵm nó vào nhà. Ông nuôi dạy nó từ đó. Mỗi lần đi trừ yêu diệt ma, ông đều đem theo nó. Đến nay đã 12 năm. Thấy đứa bé đã hiểu được lý lẽ làm người, ông vui lắm, liền xoa đầu của nó. Đúng là học trò của ta. Cho dù có là ý trời, thì vẫn có thể thay đổi được, đành liệu một phen vậy thôi. Làm gì tiếp theo hả phụ? Ông đưa tay lên bấm độn, rồi nhắm mắt suy nghĩ cái gì đó. Xong ông trả lời, lập trận thôi. Dạ, nhưng mà ở đâu hả phụ? Ông nhìn xung quanh toàn là đồng ruộng mênh mông. Bên trái là khu rừng rậm. Ông liền lấy tay chỉ về hướng đó, rồi cùng cậu bé bước tới. Gần đến khu rừng, thì ông ra hiệu cho dừng lại. Nó sẽ xuất hiện ở ngay chỗ này. Lấy kính bát quái ra đi. Con quỷ này nó sẽ xuất hiện ở đây cùng với kẻ đầu sỏ. Cậu bé nghe xong, liền ngồi bệt xuống lấy ra trong tay nãy 4 cái gương. Cùng lúc đó là một sợi chỉ đỏ dài 12 mét. 4 cái gương này là do sư phụ của ông tu luyện để diệt quỷ, nên có công lực rất phi phàm. Chỉ dùng một cái chiếu thẳng vào con quỷ bình thường thì nó sẽ cũng hóa thành tro bụi. Lần này dùng đến 4 cái để lập trận, chứng tỏ con quỷ này nó rất cường đại. Cùng 4 lá bùa với ký tự gì đó rất lạ. Lấy ra xong, nó nói, chuẩn bị xong rồi phụ ơi. Tốt lắm, chúng ta phải nhanh lên. Ông nói xong, liền cầm 4 tấm kính lên rồi lấy bùa, dán phía sau mỗi tấm. Xong, ông cắm 4 tấm kính theo hình vuông, mỗi tấm cách xa nhau 3 mét, rồi lấy chỉ đỏ quấn theo hình vuông của 4 tấm kính. Làm xong, ông liền đứng xa nơi đã lập trận, trán đổ đầy mồ hôi. Sức lực của ta đã dồn hết vào nó rồi, hy vọng giết được tên quỷ này để bảo vệ cái làng đó. Đứa bé đứng kế bên ngu ngơ hỏi thầy nó, trận pháp này hình như con mới thấy phụ dùng lần đầu tiên đó. Ông đang vuốt những giọt mồ hôi chảy ra trên trán, liền ngừng lại thở dài mà trả lời, đây là trận pháp rất mạnh con à, có thể thiêu con quỷ thành tro cả hồn lẫn thể xác, nhưng nhược điểm là người dùng phải hiến một nửa linh hồn cho nó khi thành công, bởi vậy phải cấp bách lắm mới dùng đến. Đứa bé vẫn không hiểu gì, liền gãi đầu hỏi tiếp, vậy con quỷ này nó mạnh lắm hả phụ? Bỗng ông ngồi bệt xuống theo tư thế thiền định, đưa tay lên bắt ấn rồi nhỏ nhẹ nói, rất rất mạnh. Nói xong, ông tiếp tục nhắm mắt bắt ấn. Đứa bé định hỏi tiếp thì nó ngưng lại, gương mặt của nó chuyển sang nghiêm túc. Nó đã ngửi được cái mùi yêu khí từ rất xa. Đây là sở trường của nó. Nhìn về phía khu rừng tối mịt, nó mới thì thầm, con quỷ nó tới rồi.
thầy nó đang ngồi thiền hình như cũng cảm nhận được. Mồ hôi đổ khắp thái dương, gương mặt của hai thầy trò rất căng thẳng. Từ xa, một làn khí đỏ xộc ra từ trong khu rừng như muốn nuốt chửng cả mọi thứ. Tiếng hét phát ra của Cường bây giờ đã thành quỷ. Lúc này âm gian vô cùng mạnh. Trong tích tắc, anh phóng từ trong rừng ra, lộ ra hình dạng nửa người nửa quỷ của mình. Ánh mắt đỏ dằn lên những tia máu đang nhìn thẳng về phía hai người trước mặt, mà không để ý rằng mình đã lọt vào trong trận pháp. Đúng là thầy đã đoán trúng vị trí của anh lúc bay ra khỏi khu rừng và đặt chân xuống. Anh giãy giụa nhằm thoát ra, nhưng có một tia sáng cứ đánh thẳng vào anh mỗi lần anh định trốn thoát. Quá đau đớn, anh gào lên giận dữ. Âm khí trong người của anh càng ngày càng lớn, làm cho thầy bùa trước mặt phải e dè. Không ngờ, thật không ngờ nó lại mạnh như vậy. Trận pháp tứ gương bát quái mà ta đã tu luyện hơn 30 năm nay vẫn không khắc chế được nó. Rốt cuộc thì ngươi đã tạo ra cái quái gì vậy? Được, ta đành phải sử dụng sức mạnh thật sự của nó thôi. Nói xong, ông đưa một tay thẳng về phía trước. Nửa hồn thi pháp triển. Bất ngờ, từ người của ông bay ra một làn khói xanh, rồi tiến thẳng đến trận pháp hòa vào nó. Thằng bé đứng kế bên thấy con quỷ vừa hét vừa đánh mạnh vào trận hồng thoát ra, cậu hốt hoảng. Phụ ơi, nó đánh đứt cái hào quang màu vàng rồi, con quỷ sẽ thoát ra đó. Ông đang thở dốc, máu đã chảy ra từ miệng. Không sao đâu, hãy xem đây, tam nhĩ chân quả hòa làm một, triển. Cường lúc này đang giãy giụa, mặc cho ánh sáng cứ đánh vào anh liên tục. Gần như âm khí của anh đã đánh tan trận pháp. Bất ngờ cảm thấy nóng từ dưới chân, nhìn xuống thì phát hiện có một đám lửa xanh đang cháy từ dưới đó. Nó đang đốt cháy cả người anh. Phút giây, anh đã thành một ngọn đuốc xanh lét. Anh hét lên trong sự đau đớn tột độ. Ông thầy lúc này mặt đã tái xanh, vẫn tiếp tục đọc chú quyết tiêu diệt con quỷ này. Đứa bé thấy vậy vỗ tay hoan hô. Đáng đời con quỷ, mày chết đi. Bỗng từ đâu một lưỡi dao sắc lẻm, dưới đuôi dao là một lá bùa vàng bay thẳng đến, đâm bể một tấm gương tan tành. Trận pháp bị phá toang. Trận pháp này mà bị phá vỡ một tấm kính, xem như tất cả đổ sông đổ biển. Người lập trận phải hứng chịu đau đớn khôn nguôi. Ông phun ra một ngụm máu tươi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cường thì bị thiêu gần như đen hết cả người, bỗng hồi phục lại những bộ phận bị phỏng do lửa. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể thoát, nhưng dường như anh không quan tâm cái điều đó. Cường đưa mắt nhìn về phía hai thầy trò, rồi phóng thật nhanh tới họ. Ông thầy vừa học máu đã kiệt sức không làm gì được, đành nói với cậu học trò đang đỡ mình. Đêm nay chúng ta không sống đến bình minh được nữa rồi. Ta xin lỗi. Đứa bé ngồi kế sư phụ nó, hai mắt cũng rưng rưng. Sư phụ đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm, chăm sóc dạy dỗ nó thành một người tốt. Chưa kịp báo đáp ân tình như biển đó, mà hôm nay hai người đã bỏ thay nơi đây. Nó khắp rống rức mà nói. Phụ ơi, nếu có chết thì cũng phải cho con ăn chứ, con không muốn thành ma đói đâu. Nó nói xong liền dụi mắt. Ông thầy nằm đó cũng cười lên, cho dù cả người đang đau nhói. Ông ngồi chồm dậy, đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía Cường, đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Ông cùng với cậu học trò cả người đã đổ đầy mồ hôi, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Bất ngờ, Cường trong dạng quỷ vừa chạy đến trước mặt của họ, liền dậm chân mạnh xuống đất, làm cả khu đất rung động. Anh lấy đà bay lên cao khoảng 4 mét, phóng qua thầy trò kia, rồi cứ hướng trước mặt mà chạy đi mất.
Ông thầy đang nhắm mắt, nghe động, liền mở mắt. Quay lại đằng sau, thấy Cường đang chạy về phía trước. Ông đang bần thần không hiểu chuyện gì, thì cậu nhóc hét lên làm cho ông giật mình. Phụ ơi, nó chạy về hướng làng kia. Không xong rồi. Ông giật mình, nói xong liền đứng dậy, định làm gì đó, thì nghe tiếng chân chạy sột soạt đằng sau. Người đó lộn một vòng ở trên không trung, rồi đáp xuống trước mặt của ông thầy, ồm ồm lên tiếng. Người định ngăn cản nó sao? Với sức lực của người à? Còn sớm quá đấy nhóc con à. Ông thầy nhìn người này trùm đầu kín mít, hơi trẻ trung, trên eo đeo một con dao, cán dao màu đen có quấn đạo phù màu vàng, dường như quen thuộc lắm. Ông đang định nói gì đó thì thằng nhóc kế bên sồn sồn. Ông là ai? Nhìn trẻ hơn cả sư phụ tôi nữa mà dám kêu sư phụ tôi là nhóc con hả? Có tin tôi đánh nát hồn ông không? Cậu nhóc sợ sệt lúc nãy hình như đã thay đổi, đang đứng chống nạnh nhìn người kia. Lời nói của nó có phần cũng đúng. Nhìn người này cũng rất trẻ, nhưng đã cảm đạt được sát khí. Với cái tuổi người này thì phải hơn 100 năm. Chắc do luyện tà để giữ tuổi trẻ. Hắn nghe một tên nhóc đang phỉ báng mình thì liền đưa cặp mắt nhìn nó rồi bậm môi. Thằng nhóc này khá lắm, đứng trước mặt bổn tôn còn không quỳ xuống. Nhưng mà người cũng sinh ngày âm tháng âm năm âm, nếu mà người sinh ra sớm hơn 10 năm thì là của ta rồi. Cậu nhóc nghe vậy thì tức lắm, định trả lời thì ông thầy ngăn lại, chân bước lên trước nhìn thẳng vào người mới tới. Thì ra ngươi là người phá trận pháp của ta. Để phá được trận của ta không phải dễ, vừa nhìn ta đã nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ thì ta đã chắc chắn ngươi là ai. Sư thúc Hắc Thanh Đạo. Người kia nghe nói vậy liền cười lớn. Tình nhóc con nhiệt lễ này, ngươi cũng khá lắm đó, mới nhìn đã nhận ra ta, đúng không hề kém cỏi. Ta cảm nhận ngươi đã mạnh hơn lúc trước rồi đó, nhưng mà để đánh bại được ta thì chưa chắc được đâu. Để tìm sư thúc, ta đã lặn lội hơn 30 năm, học hỏi cũng không ít đâu. Ông vừa nói, vừa nhìn người kia chăm chăm. Thanh Đạo lúc này cởi áo trùm đầu xuống. Gương mặt của hắn hiện ra trong bóng đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng. Nét mặt dị hộm đầy vết sẹo chằng chịt. Cái đầu thì trọc lóc, làm cho nó trở nên ghê rợn lắm. Tìm ta sao? Ta đã rời khỏi môn phái rồi, còn tìm ta làm cái gì? Nhược lễ trên nét mặt nhăn lại, rồi ông sờ tay về phía trước. Đưa đây, đưa đây. Không cần phải giả bộ giả tịch nữa đâu. Đưa cái gì? Sư thúc, ông đừng có tưởng là ông làm gì thì mọi người không biết đâu. Tôi đi khắp cả nước để trừ ma diệt quỷ, cứu nhân độ thế, thì ta mới biết ông dùng tên của môn phái để làm việc xấu xa không ai chấp nhận được. Lúc trên núi còn hạ độc sư phụ, đến bây giờ sư phụ còn chưa tỉnh dậy, còn dám lấy viên ngọc dược đan để mà chạy trốn. Để mà tìm ông, tôi đã xuống núi. Bây giờ thì cuối cùng cũng tìm được rồi. Mau giao lại đan dược đi, để cho ta về cứu sư phụ. Nhắc đến môn phái của ông, là môn phái chuyên lập pháp để giết quỷ ở tận phương Bắc, tu luyện thân thể để nuôi quỷ, để hỗ trợ cho việc trừ ma giúp nhân gian, ít dùng đến bùa phép giống như các môn phái khác. Hắn nghe xong liền nhăn mặt nhìn Nhiệt Lễ. Ngày nào còn nhỏ xíu mà bây giờ dám lên mặt ép buộc hắn. Tức lắm, hắn liền trả lời. Viên đan dược này có thể giúp ta trẻ mãi không già, còn có thể giúp ta sống thêm vài trăm năm. Ngu gì mà ta không sử dụng? Phải đợi ngươi tới tìm ta hay sao? Nhiệt Lễ cười điểu vào mặt Thanh Đạo. Ông đừng có lừa tôi. Theo cảm nhận của tôi thì ông chưa có đủ tu vi để dùng nó đâu.
Nếu như chưa đủ tu vi mà dùng thì hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh đó. Hắn nghe xong, dường như đã bị nói trúng tim đen, hắn bực dọc biến sắc. Nếu ta còn giữ nó thì sao? Có bản lĩnh thì cứ lấy đi. Nhiệt Lễ bắt đầu thở dài, tay nắm lại thành đấm. Được, để ta xem bao nhiêu năm qua, sư thúc đã thay đổi ra sao. Lúc này, bên trong làng Bất, sương mù dày đặc, ai cũng thấy lạ, liền đóng chặt cửa nẻo. Lão Hợi đang nằm ở trên cái giường tre, hai vợ chồng lão nằm lăn qua lăn lại ngáy như trâu rống. Bỗng nghe tiếng sầm sập như ai đang chạy trên nóc nhà. Bà Hợi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc, còn đang ngáo ngơ dụi mắt, liền khua tay gọi ông Hợi ngồi dậy. Ông già ơi, ngồi dậy coi, ở trên nóc nhà có cái gì mà ồn ào vậy? Lão đang ngủ, nghe vợ kêu thì bực dọc lắm, giọng ngáy ngủ. Mà để tao ngủ coi, chắc là con mèo gì đó leo lên nóc nhà chứ gì. Nói xong, hai người lại nghe tiếng còn lớn hơn lúc nãy trên nóc nhà. Lão mới ngồi dậy, vợ lão kế bên đẩy lão xuống giường. Ông ra ngoài coi có con gì không, tôi sợ lắm đó. Lão nghe như vậy, bực bội, cầm lấy con dao chọc tiết heo hàng ngày, bước đến cửa. Con bà nó chứ, mới giờ này mà đứa nào nó phá tao rồi, bắt được á, tao đánh cho mày bỏ mẹ luôn. Nói xong, lão giác con dao, mở cửa tre, định hù thằng nào chọc ông. Vừa bước ra cửa, thì sương mù che phủ không thấy được gì. Lão suy nghĩ, sao hôm nay lại có sương mù dày đặc kỳ lạ vậy? Rồi lão bước tới trước vài bước, nhìn xung quanh. Bực bội, lão định quay vào, thì sau lưng một luồng khí lạnh xộc từ sống lưng lên tới gáy. Lão rùng mình quay cái đầu lại, thì kinh hoàng nhận ra một con quỷ với hai răng nanh dài ngoằng, tóc đỏ che phủ gần hết khuôn mặt. Móng tay nhọn quắc của nó đang định trợ lên mặt của lão. Rồi lão hét lên trong hoảng loạn. Có quỷ, có quỷ! Định la tiếp, thì con quỷ lấy tay bóp miệng của lão đến chảy cả máu, làm cho lão đau đớn. Giọng của con quỷ cất lên. Im lặng! Mày có nhớ tao không? Thằng Cương đây! Tao sẽ cho mày biết đau đớn của cái chết nó như thế nào. Lão nghe xong, hai mắt trợn tròn, nhưng không nói được, liền giãy giụa. Một tay còn lại, Cường để lên đầu của lão Hợi, rồi bấm vô. Năm ngón tay sắc lẹm, làm máu chảy đỏ cả mặt của lão Hợi. Lão đau đớn vô cùng, nhưng không làm gì được. Cường lúc này bắt đầu dặn ngược cái đầu của lão. Tiếng kêu răng rắc vang lên. Cái đầu đã được xoay một vòng. Tay của Cường bắt đầu giật mạnh lên, kéo theo đó là nội tạng ruột gan phèo phổi cùng bị dính theo cái đầu. Cường lựa trong cái đống bầy nhầy đó, rồi cầm lên một quả tim đỏ chót vẫn còn đập thình thịch, ngắm nghía một lúc. Thì ra tim của mày là màu đỏ. Cường nói xong, liền liếm môi ra vẻ thèm thuồng lắm. Tim đã trở thành cái món ăn khoái khẩu của anh. Cường cầm trái tim đưa vào trong miệng nhai nhồm nhòm, rồi cười lên điên dại. Bên trong nhà lúc này, bà Hợi nghe thấy động, rồi cả người run rẩy, dường như bà ta đã biết cái bên ngoài có chuyện gì đó rất là kinh khủng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, rồi giọng nói âm u. Có ai không? Có ai trong không? Cho tao xin trái tim đi. Một trái tim thôi. Giọng cười bên ngoài làm cho bà tái mét mặt mày, tay chân không động đậy được, cứ đứng đơ ra, mồ hôi đổ đầy trán. Tha cho tôi, tha cho tôi.
một tiếng động lớn vang lên. Cửa nhà đã bị phá toang, mấy thanh tre bị gãy văng tứ tung cả trong nhà. Một bàn chân xám với móng đen thùi lùi bước vào. Bà Hợi thấy vậy dường như hồn đã bay đi mất, cố gắng lấy tay che đầu rồi la lên như con gà bị cắt tiết. Lúc này Cường đã vào trong, đưa hai mắt đỏ như máu nhìn bà Hợi. Bà ta thấy vậy lùi sát vào trong giường. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cường nghiêng đầu nhìn với vẻ khoái chí. Anh cười, một nụ cười sắc lạnh đến tận xương tủy. Sau tiếng hú của mấy con chó, tiếng dế kêu lúc về đêm giữa ngôi làng đầy sương mù là tiếng hét kinh hoàng vang ra từ trong ngôi nhà của bà Hợi. Trận chiến bên ngoài, tiếng binh khí khua vào nhau giữa thanh kiếm gỗ đào và cây dao găm dài tầm 20 cm sáng loáng đẩy lùi hai người ra phía xa. Tiếng thét từ ngôi làng vang ra làm cho hai người khựng lại. Lão đạo cười lên khoái chí lắm. Người nghe cái gì chưa? Đó là tiếng oán than, tiếng đau khổ của bọn chúng đó. Thầy pháp Nhiệt Lễ đang lấy thanh kiếm cắm xuống đất đỡ lấy thân mình, mồ hôi nhễ nhại. Người giết bao nhiêu người chỉ để luyện con quỷ này hay sao? Đúng là tâm của người càng ngày càng độc ác đó. Bởi vậy người không bao giờ vượt qua được sư phụ ta đâu. Hắn chỉ giao về Nhiệt Lễ rồi rung rung tức giận. Sư huynh chỉ là một kẻ ngu dốt, suốt ngày bắt ta ở trên núi rồi lảm nhảm cái gì mà phải cứu người này người nọ. Ta chán ngấy rồi. Nếu mãi mãi ở trên núi thì làm gì ta được vượt qua hắn chứ. Chỉ khi trốn xuống núi ta mới học được tài phép cao thâm, chứ không phải mấy cái thứ trận pháp dớ dẫn nào đó đâu. Nếu như người không tỉnh ngộ, ta sẽ không có nương tay đâu đó. Tình nhóc nhà người đã mất đi hơn một nửa linh lực cộng với bị thương thì làm gì được ta. Nhiệt Lễ không nói gì, quăng cây kiếm gỗ đào sang một bên rồi khua tay cho cậu nhóc chạy ra gốc cây đằng xa để tránh ảnh hưởng đến trận chiến. Ông lấy ra trong túi một viên thuốc màu đen rồi bỏ vào trong miệng nuốt ực một cái. Mấy giây sau, thân thể của ông bắt đầu thay đổi, tay chân nở ra, cơ bắp cuồn cuộn. Mặt già nua của ông lão cũng chuyển sang trẻ trung, tóc dài tới cổ, ra vẻ phong độ ngời ngời. Hắc Thanh Đạo thấy vậy bĩm môi. Thì ra ngươi cũng sử dụng Hắc Linh Đan sao? Cũng hay đó chứ nhóc à, để ta xem ngươi cầm được bao lâu. Hắc Linh Đan là một dược liệu của môn phái họ, luyện rất khó khăn và tốn kém, công hiệu chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi dùng chắc chắn sẽ bị phản phệ rất nhiều. Có lẽ đã vào đường cùng nên lão mới dùng tới nó. Nhiệt Lễ lúc này ra vẻ tự ngạo. Chỉ có 2 phút thôi. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Nếu không còn sức đấu phép, ta sẽ đấu sức vậy. Lấy đan dược rồi giết người báo thù cho những người ngươi đã giết. Nghe Nhiệt Lễ nói vậy, hắn đưa tay lên ra thế phòng thủ. Chưa kịp hoàn hồn, từ đâu Nhiệt Lễ với tốc độ kinh hoàng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, đánh thẳng vào ngực làm cho hắn bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn định ngồi dậy thì bất ngờ bị ăn thêm một cú đá nữa. Hắn bật ngửa nằm im không nhúc nhích. Không thể như vậy. Tốc độ này là sao? Hắn không tin được thằng nhóc con năm nào đã mạnh lên như vậy, đánh hắn đến nỗi học cả máu. Nhiệt Lễ bước từng bước đến bên, nhìn xuống hắn đang nằm sóng sòi, máu chảy đầy từ miệng xuống cổ. Nhiệt Lễ đưa nắm đấm chuẩn bị kết liễu. Cuộc chiến này ta đã thắng lão rồi. Xong, ông nhắm ngay đầu của hắn
mà đấm xuống cực mạnh, làm nứt cả đất xung quanh. Nhưng hắn nghiêng đầu sang một bên né được cú đánh chí tử đó. Hắn đạp mạnh vào ngực của Nhược Lễ, rồi lấy đà bay ra xa, chùi máu trên môi hắn ấm ức. Khả lắm, nhóc con à, xem ra ta đã chủ quan rồi. Vừa nói, hắn vừa thở hồng hộc, tình cờ làm lộ ra sợi dây chuyền màu lục đang đeo ra bên ngoài. Nhược Lễ thấy sợi dây chuyền đó liền biến sắc, đổ mồ hôi chỉ tay về hắn. Qua bao nhiêu năm, sau những thất bại đó, người vẫn có ý định hồi sinh nó hay sao? Người điên thật rồi. Hắn nghe xong gằn lên từng tiếng. Lần trước thất bại là do ta quá yếu, bây giờ thì khác rồi. Ta có được con quỷ bất bại vừa mới luyện để trợ giúp, có gì mà không thể chứ. Cộng với sức mạnh của ta bây giờ, hồi sinh nó chỉ là chuyện giặt dẻo thôi. Chờ ta kiếm đủ năm viên thì ta sẽ có cả nhân gian trở thành một kẻ mạnh nhất. Nói xong, hắn đưa vẻ mặt đắc ý nhìn Nhiệt Lễ. Lúc này, mặt của ông đã đỏ lên. Không nói gì, ông lao đến đánh túi bụi, không để cho hắn kịp nhìn. Đánh một lúc, hắn dường như đã bị gãy vài cái xương. Vết thương thì đầy người. Hắn lồm cồm đưa tay rút con dao trên lưng, chém ngang qua bắp tay của Nhiệt Lễ, để lại một vết thương sâu. Ông đang đánh thì dừng lại nhìn vết thương chảy đầy máu và dần dần chuyển sang đen. Thì ra con dao đó có độc, cổ trùng. Nói xong, ông rũ xuống, tay chân tê cứng, mặt chuyển sang tái xanh. Lúc này, Hắc Thanh Đạo cũng không kém phần thê thảm, mặt mày bầm tím, máu miệng đỏ lồm, nhưng gương mặt hắn dần chuyển sang vui vẻ. Cổ trùng ta nuôi để lấy độc là con trùng tốt nhất đó. Ta đã yểm hết độc của nó vào con dao này. Bây giờ người trúng một dao, độc của nó sẽ ăn vào lục phủ ngũ tạng của người, xem như bỏ mạng là chắc rồi đó. Nói xong, hắn cười như điên dại, mặc cho Nhiệt Lễ đang đau đớn giãy giụa hộc ra máu đen, rồi dần dần chuyển về già nua như lúc đầu. Tay chân lúc này của ông nổi lên những vết đen. Cậu nhóc há hốc miệng xem trận chiến nãy giờ, nhìn thấy sư phụ của mình đang bị thương nặng. Cậu chạy tới ôm sư phụ. Trong lúc đang khóc sức mướt, thì vô tình cậu dẫm phải cái lọ gì đó ở dưới chân. Cầm lên nhìn, thì ra đó là cái lọ màu trắng, lắc lắc thì thấy nó kêu ở bên trong. Hắc Thanh Đạo thấy cái chai đó quen quen, thì lục trong người của mình, không thấy cái lọ của mình đâu. Hắn chỉ tay về phía cậu bé. Đưa dược đan lại cho ta, nếu không đừng có trách ta độc ác. Cậu bé biết là tên trước mặt rất độc ác, dù có trả lại cho hắn cũng sẽ giết chết hai thầy trò thôi. Cậu cười đểu, rồi mạnh tay tháo cái nắp lọ ra. Cậu đổ ra tay một viên thuốc màu vàng sáng chói, rồi nuốt ực vào bụng. Thầy của nó cùng với Hắc Thanh Đạo trợn tròn mắt. Người dám! Nói xong, hắn nhíu mày nhìn cậu. Hắn ngạc nhiên vì hình như cậu không thay đổi gì cả. Lúc này, thầy Nhiệt Lễ lồm cồm đứng dậy rất cực khổ. Nhìn cậu bé chăm chăm, rồi bỗng nhiên ông nở một nụ cười. Đúng là ý trời mà. Viên đan dược này được luyện từ Hắc Liên Hoa 1000 năm mới nở một lần. Phải cực khổ lắm sư phụ ta mới có thể tìm được. Khi luyện xong còn chưa dám dùng nó vì chưa đủ sức, sợ nó phản phệ. Vậy mà con đã sử dụng mà không bị hồn siêu phách tán. Vậy đích thực con là chủ nhân của Hắc Liên Hoa rồi. Cậu bé đứng nhìn sư phụ của nó, không hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy dòng máu trong người mình đang chảy rất nhanh, da thịt cảm thấy săn chắc hơn. Đang cảm nhận sự thay đổi, thì Hắc Thanh Đạo đưa mắt vô hồn nhìn hai thầy trò. Tụi bay khá lắm, dám uống đan dược của ta. Uổng công ta tu luyện chỉ để sử dụng nó.
bây giờ thì mất hết rồi. Ta sẽ giết chết cái thằng nhóc này để lấy máu nó luyện đan dược. Nói xong, hắn chĩa đao định tấn công cậu bé. Thầy Nhược Lễ lúc này môi đã thâm đen, mắt cũng lạc thần, tay chân là những vết đen đang lan rộng. Ông nói nhỏ với cậu: "Chạy nhanh đi, ở đây ta lo được. Hãy vào cây cổ thụ to nhất ở trong rừng đợi ta." Nhưng... Không có nhưng nhị gì cả. Với tư cách là sư phụ, ta ra lệnh cho ngươi đi đi. Hắc Thanh Đạo đứng đó, thấy hai thầy trò cứ to nhỏ. Hắn nổi cáu rồi lao đến với con dao găm ở trên tay. Lúc này, sư phụ hét lớn rồi đẩy cậu ra. Nhanh lên, đi đi! Cậu bé mắt đã đỏ que, không kịp suy nghĩ, phải chạy, chạy thật nhanh. Vừa chạy, cậu vừa quay lại nhìn sư phụ. Nước mắt cứ rơi theo từng bước chân của cậu nhóc 12 tuổi. Nó đưa tay dụi mắt, quay lại nhìn, rồi quay qua chạy mất hút trong bóng tối của khu rừng. Thanh Đạo dừng lại một nhịp, rồi đưa mắt nhìn đứa bé đã chạy vô trong rừng. Thì ra, ngươi đã đổi mạng cho nó à? Nhưng ngươi sai lầm rồi. Sau khi giết ngươi, ta sẽ tìm nó. Trong khu rừng này ta là bá chủ, nó mà vô trong đó thì đừng có hòng mà ra được. Nhược Lễ nghe như vậy thì cười nhạt, rồi lấy tay bôi máu đen đang chảy trên môi. Muốn giết ta sao? Còn hơi sớm đó. Ta còn giữ một con bài tẩy cuối cùng để sống chết với người đây. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Quỷ Nhân Hận, tác giả Hào Phan. Đến đây Lâm Phương xin cảm ơn tác giả Hào Phan rất nhiều và cùng cảm ơn quý vị đã theo dõi bộ truyện. Xin hẹn gặp lại trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.